Hôm 1 tháng 3, Bộ Y tế phê duyệt cấp bách vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế vừa có quyết định số 457 trên quy DBIT sửa đổi điều 1 tại quyết định số 2908 trên quy DBIT phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế cho phép tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2ml chứa 10 microgram cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cụ thể, Vaccine được phê duyệt tiêm cho nhóm đối tượng này có tên community, tên khác, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Về thành phần hoạt chất, nồng độ hàm lượng, theo quyết định mới này, người từ 12 tuổi trở lên được tiêm mỗi liều 0,3 ml chứa 30 mg vaccine na COVID-19 được bọc trong các hạt nanolipid. Liều vaccine cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, mỗi liều 0,2 ml chứa 10 mg. Về dạng bào chế, Đối với vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên là hôn dịch đậm đặc pha tiêm và hôn dịch tiêm. Vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hôn dịch đậm đặc pha tiêm. Về quy cách đóng gói, đối với vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, vaccine được đóng gói gồm một khay chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều, một hộp chứa 25 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều, một hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều. Đối với vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, một khay chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, một hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều. Vaccine do công tại Pfizer Manufacturing Belgium Nguyện Vọng, Bỉ. Beron An Vuefa GmbH, Đức, Pharmacia Absol Company LLC, Hoa Kỳ, Hospira Incorporated, Hoa Kỳ, sản xuất. Quyết định mới có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thủ tục mua vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi cơ bản đã hoàn tất. Trước đó, chính phủ đồng ý mua gần 22 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Trong công điện số 170 trên CDTTG ngày 23 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Bộ Y tế thúc đẩy khẩn trương thực hiện hợp đồng mua vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo nghị quyết của chính phủ và các quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.